Hello, xin chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống, cũng như để an cư lập nghiệp sớm hơn một chút quý anh chị nhé. Và được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh cảm thấy rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, Biển Xanh lại tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km, và cách trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Hôm nay Biển Xanh sẽ chia sẻ đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô góc hai mặt tiền nằm ở vị trí con đường trục chính, vị trí kinh doanh. Và vị trí lô góc này thì rất là hiếm, không có người bán quý anh chị nhé. Và đây chính là con đường trục chính TC3. Chúng ta chạy thẳng thì nó sẽ ra khu mở rộng 49 hectare ở phía bên ngoài. Chạy thẳng con đường này là ra khu mở rộng quý anh chị nhé. Và đây chính là con đường trục chính TC3. Khu vực này thì năm nay nhà cửa dân sinh xây cũng rất là nhiều. Xa xa bên kia là một cái dự án của chủ đầu tư khác, Villaden quý anh chị nhé. Và đây là cầu Khang Thủy, chúng ta chạy thẳng con đường này là mình ra ngay cổng chính. Vị trí lô góc của chúng ta ngày hôm nay là một lô góc cực kỳ là lớn quý anh chị. Từ cọc bê tông này đo sang bên kia là 13 m, chạy sâu xuống dưới là 20. Tổng diện tích trên sổ nó là 256,5 m². Lô góc hai mặt tiền, và cái mặt tiền đường trục TC3 này nó là hướng Tây và mặt bên kia là hướng Bắc quý anh chị nhé. Mặt cạnh dài 20 là hướng Bắc và mặt cạnh dài 13 là hướng Tây, ngay trục đường TC3, trục chính, một vị trí lô góc vô cùng là lớn. Từ cái cọc bê tông này đo sang bên kia luôn là 13 và sâu xuống dưới là 20. Tổng diện tích trên sổ nó là 256,5 m². Và giá của lô này là 3,4 tỷ Việt Nam đồng, bao công chứng sang tên, bao toàn bộ chi phí, không phát sinh thêm chi phí nào cho quý anh chị nữa quý anh chị nhé. Và cái vỉa hè nó cũng cực kỳ là lớn, vỉa hè 4 m ngay mặt tiền đường trục chính. Và chúng ta chỉ chạy qua cầu Khang Thủy là tới ngay lô góc này rồi. Đây là một vị trí vô cùng là hiếm hoi và thuận lợi buôn bán kinh doanh cho quý anh chị. 3,4 tỷ Việt Nam đồng cho diện tích lô góc hai mặt tiền 256,5 m², vị trí cực kỳ là hiếm sản phẩm. Đây là một lô góc khá là lớn quý anh chị nhé, và nó nằm ở cái vị trí cũng cực kỳ là đắc địa, ngay mặt tiền đường trục chính TC3. Chúng ta chạy con đường này, mình đi thẳng một đường là tới cổng chính luôn. Và bên kia xa xa lùm cây xanh xanh, đó chính là quỹ đất để xây chợ, trung tâm thương mại. Do đó Biển Xanh mới nói đây là một cái vị trí cực kỳ là hiếm sản phẩm. Chúng ta chỉ chạy từ cổng chính đi vào, đi qua cây cầu Khang Thủy là mình đã tới, bắt gặp ngay lô góc lớn này rồi. Ngang 13, dài 20, một mặt là hướng Tây và một mặt là hướng Bắc. Sổ hồng riêng, thổ cư 100%, sở hữu lâu dài vĩnh viễn, và giá là 3,4 tỷ Việt Nam đồng, bao toàn bộ chi phí sang tên quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn đang xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì? Khi mà ưng ý cái vị trí này và thấy nó phù hợp với nhu cầu tài chính của mình thì hãy nhanh tay nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Chúng ta chạy thẳng con đường này là mình sẽ ra khu mở rộng 49 hectare đó quý anh chị. Và trên cung đường trục TC3 này thì năm nay cũng khá là hiếm sản phẩm, ít người bán. Trong khu này thì không khí cực kỳ là trong lành, hạ tầng hoàn thiện 100%. Và nước trong khu này chúng ta sử dụng là nước máy đã có sẵn những cái mốc cột nước của chủ đầu tư là làm sẵn cho chúng ta rồi quý anh chị nhé. Và ở đây chúng ta di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh hay là di chuyển về các tỉnh miền Tây thì cũng rất là dễ dàng, nhanh chóng và thông suốt. Do đó nơi đây là một cái nơi đáng để đầu tư, đáng sống và đáng sở hữu. Bởi vì những cái vị trí xung quanh khu vực huyện Đức Hòa này thì những cái dự án mới mở ra người ta cũng đã bán một cái giá nó khá là cao rồi quý chị.
Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi nhiều clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.